chào nghệ sĩ nhân dân Lucava nhé. Trời đã sinh va sao còn sinh em? Một lần còn trơn vui vui, chứ ba lần liền đến tôi cũng thấy thương chú đó. Thấy anh tập suốt cũng máu lắm mà không đáng kể ha. Nhỏ đến thế là cùng, đã đen thì chứ, không việc vậy thì suốt không vào, mà đã suốt vào thì lại việc vậy. Tôi đề nghị trao hẳn quả bóng nhỏ cho chú em nhé. Quả bóng cười đi, đúng là nghệ sĩ nhân dân mà. Ghi bàn đâu phải dễ, đúng không chú Bụ Nô? Dạ. Hôm sau đừng có mà láo tuyết, đừng dại mà chiếm spotlight của anh. Mấy cưng xem, Bụ Nô nó ghi bàn nhưng sáng ra các mặt báo lại nhắc tên anh. Bọn anh già đầu nhất đội, loại quạc anh kết mông cả lũ bây giờ. Kỷ lục anh giữ, anh cũng không nhớ hết. Anh đi tới đâu, huyền thoại tới đó. Cưng muốn so bì thì ghi một nửa số bàn của anh đi rồi bắt ghế nói chuyện tiếp. Nghe chưa Bụ, sức anh 41 tuổi còn đá tốt ở Euro, chú em nhắm mình tới đâu? Xem thái độ cho đúng mực, rõ chưa? Bụ Nô ở MU nạt lên nạt xuống bọn nhỏ, lên tuyển phải rón rén khép nép đến tội. Anh thấy mình không có cô đơn á Bụ em.